Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây này, em về thêm ít bát 18 TNX 4000 với công suất khởi chạy là 1200, công suất program, công suất chương trình là 2400W. Thì em vừa về thêm một ít các cái loại là chân cao su để chuyên dùng nắp vào những thùng đặc chủng do bên em nghiên cứu ra và tạo ra được những cái dòng súp mà các bác không tưởng tượng được tại sao nó làm được việc như thế. Thì em vẫn đang cố gắng tìm kiếm những củ bát nó thật sự là nó hợp với cái dòng TH118XN, nhưng mà vẫn chưa thấy ưng ý lắm. Có vài mã nó gọi là hơn các mã khác rồi, nhưng mà đang thương lượng để được cái giá gọi là tốt nhất nhì cho các bác. Và đây là cái kiện hàng củ nó bát là 18 TNX 4000. Vừa đang nguyên kiện thì bây giờ em sẽ unbox ra, cắt ra cho các bác cùng xem. Với cái sản phẩm này thì là bên em đã bán được rất là nhiều. Một tháng là đi phải được tầm gần 30 đôi. Gần 30 đôi này. Ngày nào ít thì cũng được một đôi, ngày nào nhiều được 3 đôi. Đấy, tức là được các bác ủng hộ rất là nhiều. Và chưa tính kể đến là các bác qua tận cửa hàng, cũng như là các bác ở gần đây thì em giao hàng lắp đặt tận nơi cho toàn thể các bác. Giá vô cùng là hợp lý và đem lại được một cái chất lượng âm thanh mong muốn. Như các bác đang dùng và các bác yêu cầu công suất phải lớn thì là các bác phải dùng cái này. Còn nếu như các bác muốn công suất lớn mà lại nhẹ thì các bác phải mua những cái dòng cụ non neo thật sự là cao cấp thì mới dùng được. Còn những cái hàng phổ thông thì nó chỉ có loại như thế này thôi. Bên em là hiện tại đang có mẫu như thế này. Cái đây là nguyên đang nguyên kiện. Cụ nó bát mã hiệu là 18 TNX 4000 từ 28 côn trăm 25. Nguyên đai nguyên kiện mới cứng, nhập khẩu qua cái hàng của là hàng container về các bác nhé. Hàng này là hàng bốc công chứ không phải là hàng vác biên đâu. Hàng vác biên thì nó sẽ không được bao bì nó đẹp như này đâu. Hàng này là hàng công, hàng bốc công về nó sẽ được đẹp hơn rất là nhiều so với hàng của là hàng vác vai, hàng vác biên. Cái hàng vác biên thì là nó là như cái loại bát N18P400 ấy. Đây các bác nhìn này nhá, nguyên đang nguyên kiện. Vì em sẽ nhấc cái bát này ra, lát nữa sẽ lắp vào cái thùng SC18XN này cho một bác khách đặc biệt ở trong Nghệ An. Và đôi bát này cũng có một bác khách ở trong Đà Nẵng đặt lấy, thì tiện em sẽ quay cho các bác xem. Và chắc một vài hôm nữa em sẽ đăng cái clip em test cái thùng SC118XN này, lắp cái cụ bát 18 TNX 4000 này và đánh max ping ngoài trời. Nói chung là mắc pin thôi, nhưng thật ra là đánh với được gọi là cứ nửa công suất, gọi nửa công suất của cặp loa, để các bác cùng xem là lực đánh của một cặp này khi các bác đánh ngoài trời tại khoảng cách 10 đến 15m thì nó đánh như thế nào các bác nhé. Lực đánh của nó rất là khiếp. Hôm trước em thử một chiếc rồi đánh thì gã khá là ghê gớm đấy, nhưng mà lắp một đôi nên chắc chắn là đánh nó sẽ kinh hơn, khiếp hơn rất là nhiều. Không mất thời gian nữa thì bây giờ sẽ nhấc cái bát này ra, lắp vào thùng và sẽ quay cho các bác xem video test ban ngày. Chứ tầm này thì không test được rồi. Tầm này báo cáo là các bác có hàng về thôi. Đấy nhá, đây nguyên đang nguyên kiện này, 18 TNX 4000 từ 28 côn trăm 25. Cái màng của nó đây, sóng đồng tâm này, nắp chắn bụi này. Và con này là công suất của nó rất là lớn nhá, 1200W công suất khởi chạy, công suất chương trình là 2400W và công suất peak trong vòng 3 giây là 4800W. Tức là 4800W các bác đấu vào đây trong vòng 3 giây là không kêu nữa. Các bác đánh 4000W trong vòng tầm 3 phút, khoảng tầm 2 đến 3 phút. Còn các bác đánh công suất tầm 3600 trong vòng 1 tiếng. Đấy, nên em kể luôn anh em, các bác về các bác bảo là anh đánh đủ 4800 thấy nó cháy luôn em chịu. Bởi vì công suất như hãng thiết kế và báo là 2400W là các bác đánh liên tục trong vòng 8 giờ đồng hồ. Và hôm trước em có nói như thế, nhưng nhiều các bác về là kiếm con đẩy cũng khỏe thật, cũng 2000. Bảo là 2000 anh đánh con đẩy 2000 thôi. Anh đánh được có vào tầm 1 tiếng. Sau bắt đầu là anh ra anh xem thùng vách như nào có nứt không. Anh thấy chú bảo là con bát này nắp vào mấy thùng bình thường là đánh cẩn thận nứt thùng. Các bác về ra xem thùng có nứt không thì các bác tình cờ là ngửi thấy cái mùi nó gọi hơi khen khét. Thì sau là các bác gọi điện cho em bảo là thế em bán hàng kiểu gì anh đánh 2000W mà đã ngửi thấy mùi khét rồi.
Thế để em hỏi các bác này, các bác nghe tiếng nó còn tròn không, có được căng không, có được nực không, thì các bác vẫn khen ơ bạn đánh rất là hay. Thì anh đã ngửi thấy mùi khét rồi. Nó là như này này. Công suất program, công suất chương trình các bác đánh liên tục trong vòng 8 giờ đồng hồ. Khi lúc đó 8 giờ liên tục, cái từ nực của nó sẽ sinh ra nhiệt. Công suất lớn, nó đánh lớn thì nó sẽ sinh ra nhiệt. Và nhiệt độ từ côn nó sẽ lan truyền qua thép từ và nam châm. Khi nam châm đạt đến nhiệt độ hơn 60 độ C ấy, thì các bác sờ nó rát tay luôn ấy, thì nó mất 1/3 lượng từ. Và khi đạt đến 80 độ C thì nó sẽ mất còn gần như là 50% khả năng từ nực của nó. Thay vì lượng từ nực là 1.1 tesla thì lúc ý là 0.6 tesla thì con này nó vẫn kêu được, nhưng mà côn lúc ý nó sẽ rất là nóng và nó sẽ om côn. Từ khi côn màu vàng mà chuyển sang màu đen thì lúc ý các bác phải đánh với công suất gọi là trên 3.000, 3.200 đến 3.600 W rồi, thì lúc ý côn của loa nó mới màu đen. Còn con này, hàng mới nguyên kiện này hay là các dòng như này, các bác đánh công suất program, công suất chương trình có 1.200 đến 2.400 hoặc là 2.800 W đi, các bác đánh liên tục. Sau khi các bác đánh xong, các bác tháo của nó ra, các bác nhìn qua cái khe ở cái côn ấy, các bác nhìn cái dây côn của nó mà vẫn màu vàng là các bác vẫn dùng được. Còn khi nó đã chuyển sang màu nâu hoặc màu đen rồi này, nên thay côn. Đấy nhá. Con hàng nào, hàng mới nào, hàng hãng nào cũng thế. Các bác bây giờ cứ mua một sản phẩm bất kỳ, ví dụ như hàng của CF hay hàng của ST Audio, hay là các bác mua hàng của DB Acoustic, hay là bất cứ một thương hiệu nào mới nổi trên thị trường, hay là hàng hãng hàng nào ấy, các bác cứ đánh đủ công suất chương trình trong vòng 1 tiếng, các bác ra ngửi loa xem có khét không. Không khét mới lạ, loa nào cũng thế. Ví dụ nó ghi là 500W program, công suất chương trình là 1.000W, các bác đánh đủ 1.000W trong vòng 1 tiếng đồng hồ, các bác ra có khi đánh 15 phút thôi đã có mùi rồi, chứ đừng có nói là 1 tiếng. Bởi vì đấy là công suất chương trình, côn loa nó đấy là công suất chương trình nó tải được đến mức đó. Và khi các bác vượt qua cái ngưỡng tải của cụ loa thì nó sẽ dẫn đến là hiện tượng cháy thôi chứ có gì đâu. Và công suất chương trình nó phải nhân đôi, ví dụ 1.000W là công suất chương trình thì công suất peak của nó là 2.000W trong vòng 3 giây. Nếu các bác đánh đẩy 1.500W thì các bác chỉ được vào tầm nửa tiếng đến 1 tiếng thôi là các bác phải mang loa đi sửa rồi. Đấy, bởi vì nó vượt quá cái khả năng của cái loa. Bởi vì như hãng đề ra là công suất RMS hay gọi là EAS thì đó là công suất khởi chạy, tức là cần con đẩy như này để đánh một cái loa này là kêu được. Còn công suất chương trình là nó sẽ gấp đôi cái công suất khởi chạy ý. Ví dụ cái loa này là 1.200, các bạn đánh 2.400 vào trong vòng 8 giờ đồng hồ thì con loa này sẽ cháy, nó không hoạt động được nữa liên tục, hoặc có thể là thậm chí là lâu hơn. Nói chung là những cái củ loa nó chất lượng cao cấp thì nó mới làm được cái việc như em đã kể. Còn các bác mua những hàng rẻ tiền, các bác đánh có khi công suất khởi chạy là có 600W nhưng công suất chương trình là 1.200, các bác đánh 1.000 thôi trong vòng nửa tiếng đã thấy khét lên rồi. Đấy, mà đánh thêm tầm tiếng nữa chắc có khi là tịt không kêu nữa. Đấy là những cái hàng rẻ tiền. Còn những cái hàng cao cấp nó sẽ làm được cái việc mà các bác mong muốn. Đấy thì em cũng nói luôn kể qua cho các bác nhé. Không nhiều các bác gọi điện bảo là em ơi anh đánh có nửa tiếng thôi mà đã thấy khói lên, khét lên. Bởi vì những hàng hãng cũng có khả năng nổi và cũng có khả năng khét. Ở đây là cái video này nói nên cái điều mà các bác đang gặp phải ở trên thị trường, đó là cứ tham đánh đủ công suất của cái loa, đánh đủ thì nó phải cháy. Còn nếu là bây giờ người đang yên đang lành, ví dụ cái xe kia nó tải được 70 mà các bác cứ phóng 70 bạt mạng đi, có phải nhanh xuống không? Hết cỡ được 70 mà các bác cứ phóng 70 liên tục đi, có phải nhanh xuống không? Đấy, ví dụ thế. Đấy, đây trên đây em tả qua cho các bác để các bác hiểu hơn nhá. Chứ không nhiều các bác là thấy em quảng cáo hay quá xong các bác mua về xong các bác cứ tham phải đánh đủ công suất, ui trời lúc sau thì không kêu nữa, xong bắt đầu này quay sang mắng chửi rồi là ý kiến phản hồi bên em tiêu cực, thế thì em cũng chịu. Bởi vì hàng có như thế nào thì em nói rõ, và công suất như thế là nó sẽ phù hợp với những cái cục đẩy của các bác đang dùng. Các bác có đẩy 2.000 hoặc 1.500, các bác bây giờ cứ miễn con đẩy nào ấy, con bát này là 1.200, cứ đẩy tầm 1.200W trở lên và 2.400W đổ về là các bác đánh được cái loa này liên tục. Đấy, đánh liên tục có thể là vài tháng hoặc vài năm thì cũng bắt đầu mới phải thay côn một lần. Đấy là công suất nó là như thế. Rồi các bác đánh 1.200W thì các bác đánh phải 10.000 giờ thì cái loa này nó mới tịt được, nó mới không kêu nữa. Đấy là cái nhà hãng người ta thiết kế ra. Đấy, ví dụ như các hãng thương hiệu đứng đầu thế giới thì họ cũng nói luôn rồi, đấy là công suất khởi chạy trên tải 8 ôm là như thế, và các bác đánh liên tục như thế. Bởi vì em đã làm việc với nhiều hãng rồi, họ cũng thông báo luôn.
Đây là cái tiêu chuẩn của hãng, và những hàng Trung Quốc cao cấp này nó là như thế. Đấy, đây nhá, hàng này là nó có tem nhập khẩu. Đây, tem nó nằm góc bên này. Đấy, tem nhập khẩu chính hãng này, Magentina này. Đấy. Đó, thì bây giờ em nói luôn như thế nhá để các bác thoải mái, chứ không nhiều các bác cứ thắc mắc. Thì bây giờ video cũng khá là dài rồi, tầm 11 phút 12 phút đến nơi rồi. Thì em chỉ nói thế thôi để các bác hiểu hơn về cái đồ bên em đang bán như thế nào, chứ không nhiều các bác không hiểu hoặc là hiểu chưa hết đã quay sang gọi điện mắng và khịa bên em rồi. Nhưng mà đây này, nói thật nhá, nói thật thì mất lòng, mà nói thật thì nhiều các bác khen mà cũng nhiều các bác chê thôi. Các bác nó cứ phải thích những con số ảo mà các bác không làm được. Thế thì chịu. Ok nhá, video đến đây là kết thúc. Mọi thắc mắc cũng như ý kiến đóng góp thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả để biết thêm thông tin về sản phẩm. Một lần nữa xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.